Vâng, xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn. Hồi đêm lúc 3 giờ thì gió rất là mạnh. Bình nằm trên giường nghe vi vu luôn, tưởng chừng như là gió thổi sẽ bay tôn. Nhưng mà đã qua rồi. Bây giờ là 7 giờ 30, gần 8 giờ. Tại Huế tình hình như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng với Bình thị sát đối cảnh quan về cái hậu quả bão để lại đến mức nào. Trước mặt chúng ta thấy có đôi cái cây ngã bật gốc, và hồi nãy chưa đi trên đường bên cũng thấy nhiều cái cây gãy cành. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi. Trên đường chúng ta thấy nhiều cây lá cây cành nhỏ rơi rớt xác xơ. Ngổn ngang trên đường luôn. Một số đoạn thì bà con cũng đã kịp dọn dẹp vì ngay trước nhà của bà con. Sức gió so với cơn bão số 5 vừa rồi bình thể mạnh hơn nhiều. Tuy nhiên trên đường ít gặp cái cảnh gãy đổ hơn, là do vừa rồi bão số 5 cũng như là cả cái trận bão sau đó nó đã làm gãy cả cái cành yếu rồi, cả cái cành dường như phải gãy vì bão rồi. Với cái sức gió như hồi đêm, bên dự đoán sẽ có nhiều nhà tốc mái tôn. Đường phố cũng sạc sơ thế thua. Một số chỗ bên thấy cả cái quán xá của bà con tôn bay, bà con thu gom để đóng cả tôn, cả đòn tay. Trước mặt chúng ta là một đội quân. Người ta đang dọn dẹp cho nên chị không cho đi qua, nguy hiểm. Bây giờ đi vào đường Kiệt. Kiệt 174, đường Phan Bội Châu, qua đường Điện Biên Phủ. Đường xá này rạc rưởi tùm lum. Cái sự hai bên đường sạc sơ siêu vẹo. Vừa rồi thấy người chạy thể dục giỏi ha, mưa bão như thế này cũng chạy thể dục. Cành cây gãy. Theo TV cầu Nam Giao, mực nước sông Cầu cao hơn hôm qua. Sáng nay thì bên cập nhật cái thông tin dự báo thời tiết trên Đài Truyền hình Việt Nam thì bão bây giờ vẫn chưa đổ bộ, khoảng một tiếng nữa mới đổ bộ vào Quảng Bình thôi bạn. Giờ thì nó đang la la
từ Quảng Trị ra Quảng Bình. Lúc này thì khoảng 8 giờ hơn rồi, buổi sáng. Một cái cây bật gốc. Nhìn xa xa kia còn thấy thêm một cây bật gốc nữa. Đoạn này là đường Bùi Thị Xuân. Cái sức gió hồi đêm phải cấp 11. Ngoài công viên kia có một cây rất là lớn, cùng bật gốc luôn rồi. Mặc dù chịu nổi qua cơn bão số 5, nhưng cái cây đó không chịu nổi qua cơn bão số 13 này. Nhìn xuống cồn Giả Viên. Sông Hương nước có lên. Với cái mức nước ở sông Hương hiện nay thì mình thấy cùng gần đến bão động 3. Nhìn xa xa kia về phía cầu mới, cầu Phục Xuân. Cái khoảng hở giữa mặt nước và đáy cầu chỉ hơn 1 mét thôi. Rẽ lên Kim Long quý vị các bạn nhé. Đường Vàng Xuân. Đài Chủng Viên Huế. Một nơi đào tạo các linh mục để ra phục vụ giáo dân tại các làng quê cùng dân cư người Công giáo, gọi là giáo xứ. Nhìn ra sông Hương, nhiều cây chỉ thân thôi chứ không có lá. Chúng ta đang đi trên đường Kim Long. Nhìn vào đường Nguyễn Hoàng. Kim Long đoạn trên này bên nhìn thấy nhiều nhà vườn sạc sơ. Như vừa rồi đi qua trước mặt nhà vườn An Hiên thì bây giờ cây nó không còn xung xuê nữa mà trơ trọi, phần lớn là bị cưa, bị gãy do qua cả cái trận bão dữ dằn không chịu nổi.
đây chúng ta thấy mấy cái cây nhàng không vậy. Nhàng là cái loài thân dai chắc, mà những cái cây đó cũng rất là lâu năm, vẫn không chịu nổi được các cái cơn bão vừa rồi, cái sức gió tan phá của các cơn bão đó. Vâng, có những quán cà phê, bà con tập họp cũng khá đông. Có lẽ vì mưa bão, cơ quan nhà nước thì nghỉ công việc, không làm gì được, cho nên chỉ tranh thủ cà phê thư giãn, xả cái stress. Hồi đêm lo lắng rất là nhiều, thậm chí nhiều người phương xa cùng bảo với mình là coi như lo quá, và mình là cũng như nhiều bà con ở Huế, ở miền Trung, người trong cuộc, hồi đêm mà cũng không thể nào mà chợp mắt được. Một phần là trằn trọc vì lo lắng, một phần là cái sức gió thổi ao ao kêu vu vu rất là mạnh các bạn. Chúng ta đang đi qua phía trước một cái chùa nổi tiếng của Huế, đó là chùa Linh Mụ hay còn gọi là Thiên Mụ. Nhìn lên các cái cây thông nó nghiêng ngả luôn các bạn, rồi cái sứ nữa. Chúng ta cùng đi lên thăm chùa một chút. Sau lục bão, công trình cổ tự như cái cây thông này nó gãy cành và nghiêng cũng rất là lớn. Tháp Phước Duyên, mặc dù trời mưa vẫn có một số du khách đến quay phim chụp ảnh, nhìn xuống một cái nền nước bạc trước sông Hương. Tiếp tục hành trình thưa các bạn. Biển báo, biển hiệu nghiêng ngả, qua đây là đường Văn Thạnh rồi. Đang đi qua phía trước khu di tích Văn Thạnh. Lúc này thì trời mưa cũng khá to.
không những nhanh cây mà cả cái đường dây mạng điện thoại internet cũng bị đứt xa xuống giữa đường. Chợ Hương Hồ. Đoạn này đến 246 Văn Thành rồi. Nước đồng chùi lau của bà con sạc sơ gãy đọt. Tôi về rồi mua. Lê Tư Mô. Trường Trung học Cơ sở Huỳnh Đình Túc. Hai mươi bảy Long Hồ. Trường tiểu học số 2 Hương Hồ. Trường mầm non Hương Hồ. Và vậy như đây là đình làng Hương Hồ. Anh cho hỏi gần tới Ngọc Hồ chứ anh? Dạ chứ Tà Thăng á? Dạ.
Đoạn này thì rất là sạch sẽ. Cây cối không những nghiêng mà nhanh lạ rung đây. Có cái vùng này nhìn hai bên thấy vườn bà con rất là nhiều thanh trà, một cái loài trái cây đặc trưng của Huế cực nổi tiếng. Giặc đang mưa nặng hạt, cả cái hạt mưa đang đập vào mắt rất là đau. Đến đoạn này đường nhỏ rồi, cái công trình gì đây mà có rào chắn bằng tôn dài gần cả km. Làng du lịch sinh thái về nguồn. Nhìn lên thấy nhiều cái nhà dạng tranh tre nửa lá ở cái sườn đồi sườn núi. Rất là đẹp. Sankofa cần sông Hương Lương, thưa quý vị và các bạn. Chủ đẹp chưa, cả cái nhà nằm cái sườn dốc hướng nhìn ra sông. Làng văn hóa về nguồn. Một cái vùng quê khá yên tĩnh nằm bên cạnh sông Hương. Nhiều cái vườn thanh trà của bà con rộng ngút ngàn luôn.
hàng cây hai bên đường sạc sơ siêu vẹo. Giữa đường thì lá rụng đầy. Chạy xe như thế này nghe cái mùi lá nó bị vò, hương thơm đến cả cái mũi. Bên này là Ngọc Hồ, nhìn qua bên kia đồi Vòng Cần. Thưa các bạn, qua bên kia sông Hương ta nhìn thấy nhà máy nước Vàng Niên, đôi Vòng Cạn. Và chúng ta đang nhìn vào nhà thờ Ngọc Hồ. Nhìn xuống sông Hương. Đây chúng ta nhìn lại cái đôi Vòng Cạn đằng kia thôi ạ. Vâng, đến đây thì kênh YouTube Huế Đang Hôm Nay xin cảm ơn quý vị và các bạn chúng ta về thăm Huế cùng cập nhật một số cái hình ảnh mưa gió bão bùng sau cái cơn bão số 13. Gió hồi đêm cập vào bờ vào Huế lúc khoảng 3 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Không quên bấm đăng ký, rung chuông để theo dõi các video tải lên. Xin cảm ơn các bạn.